Tiếp theo xin được hỏi An, đó là cái khoảng thời gian á, mà bạn đồng hành với Hoa hậu Việt Nam 2018 và cái kỷ niệm nào với bạn là đáng nhớ nhất? Cái kỷ niệm đáng nhất đối với em là Không phải cái đêm gala nữa dạ em đúng nha. rồi là những lúc mà em vui đùa cùng với các bạn, chắc có lẽ là em hay chơi thân với các bạn phía Nam hơn, tại vì thời gian là đêm chưa từ trung khảo rồi sơ khảo này kia thì thời gian nó dài nên là cũng giúp bọn em thân hơn, nên là lúc mà tụi em vui khi mà tụi em lên phòng cùng nhau rồi cùng nhau ăn những món đồ ăn vặt mà người thân gửi lên rồi chia sẻ với nhau những món ăn đó rồi cùng nhau đi đến phòng ăn hoặc là cùng nhau đi đến phòng tập thì cảm giác đó của em là không bao giờ quên được. Và sau này đi nữa thì em rất muốn là đi có dịp hẹn cùng các bạn một team, có thể là đi du lịch chung hoặc là đi ăn uống trà sữa gì đó chung với nhau. Trong ba cô gái này thì cái người mà được hỏi về tình yêu nhiều nhất có lẽ là Phương Nga. Hỏi Phương Nga là nhìn vô chị á. Vậy thì Phương Nga ơi, cái tiêu chuẩn để trở thành bạn trai của Phương Nga sẽ là như thế nào? Thực ra thì Nga cũng không có nghĩ nhiều lắm về tiêu chuẩn, gọi là mình thì thấy cảm tình với ai thì mình thấy người đó đủ tốt, đủ quan tâm đến mình là được rồi. Bạn bây giờ bạn mới ra được cái tiêu chuẩn đó hay là trước đây là bạn đã nghĩ như vậy rồi, tại vì những cô gái trẻ thường mơ mộng lắm. Thực ra bởi vì Nga cũng không phải thuộc tuýp người vô vọng ạ. Thực ra thì cũng hay đọc truyện, cũng hay xem phim câu chuyện tình cảm, nhưng mà vẫn luôn nghĩ rằng là đời không như là phim và cũng không như là mơ, và luôn gọi là nhiều lúc mà tự nhiên là thấy mình yếu lòng thì luôn phải tự sốc lại tinh thần rằng là không có gì là quá hoàn hảo cả. Nếu như Phương Nga là một cô gái thực tế thì không biết là Tiểu Vy có phải là cô gái mơ mộng không? Em thì cũng không phải là người mơ mộng và cũng không thích xem những cái phim tình cảm hay là lãng mạn như Hàn Quốc này nọ, thì em cũng không đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn trai. Thì em cũng như chị Nga cũng cảm thấy là mình hợp thì hợp với nhau là được, và về mọi mặt thì kiểu mình cứ vui vui khi ở bên nhau là được, đúng không ạ? Và có một cái thông tin nhỏ nhỏ chỉ riêng bản thân của Cường thôi, xin chia sẻ cùng với các bạn luôn, đó là ngay sau cái hôm đăng quang á thì có một cái Facebook là Trần Tiểu Vy ép Cường. Trời ơi, mừng quá trời mừng luôn, bây giờ vẫn còn giữ đây. Nó là trời ơi, sao cô Hoa hậu đang lúc mà đăng quang mà cô ép như vậy. Sau đó thì hơi bị thất vọng chút xíu thì mọi người nói đó là Facebook giả. Thì thực sự bây giờ bạn đây đây cái Facebook này như thế này đây, thì không biết là đây có phải là Facebook của bạn hay không, và tới thời điểm này thì bạn có đang sử dụng Facebook không nha, tại vì bây Nào. giờ có rất nhiều Facebook của Tiểu Vy. Tại vì đây để cho Tiểu Vy mình chính luôn. Không không cần nhìn thì em cũng không không cần nhìn thì em cũng nghĩ là đó là Facebook giả, tại vì Trời của em buồn đã quá. vừa bị hack xong mà nó đã bị mất, vừa mới bị kiểu là bị chắc là người khác đăng nhập vào nên là Facebook cạn khóa mất rồi. Và em đang nhờ sự giúp đỡ từ ban tổ chức để có thể lấy lại được. Trong những cái cuộc trò chuyện trước á thì Vi có nói rằng là Vi không có mặn mà lắm với Facebook, với những cái điều trên mạng. Bạn nghĩ rằng là như vậy mình có hơi bị gọi là hơi bị cổ điển quá không? Không phải là mình không mặn mà là mình không có thời gian nhiều dành cho mạng xã hội, tại vì em cũng đi học cũng là nhiều và từ sáng đến tối 9-10 giờ em mới về nhà, và kiểu như cũng cá nhân sinh hoạt này nọ thì cũng không có thời gian nhiều để mà lên xã hội. Vậy thì một ngày của cô tân sinh viên Tiểu Vy sẽ diễn ra như thế nào? Chắc một ngày cứ lặp đi lặp lại là 6 giờ sáng em lại đi học và đến 9 giờ tối thì em lại về, rồi ngày nào cũng như ngày nào cứ lặp đi lặp lại. Và khi được chủ nhật thì em cũng có thời gian rảnh, và lúc đó thì em cũng ở nhà tập tành nấu ăn rồi cùng đi chơi với chị với gia đình của mình. À, có nghĩa là mình cũng vẫn dành thời gian cho gia đình, dành thời gian để mình tận hưởng cuộc sống đúng không? Chứ không có bị áp lực quá. Còn với Thúy An thì cũng muốn biết rằng là người ta nói rằng là làm phụ nữ đã là khó rồi, làm phụ nữ đẹp khó hơn, và bây giờ trở thành người đẹp và gọi là người đẹp quốc gia nó còn
vô cùng khó nữa. Bởi vì người ta sẽ xăm soi mình từng ly từng tí, từng cách đi đứng ăn ở như thế nào. Bạn có bị áp lực với điều đó không? Hỏi thiệt luôn. Thì em cũng có một chút áp lực. Nhưng mà là thì đang giữ cương vị là danh hiệu của mình, hoặc là sau này khi hết 2 năm nhiệm kỳ thì em vẫn tiếp tục giữ hình tượng của mình để mà là một cô gái luôn dịu dàng và nết na và không phát ngôn những cái ngôn từ bừa bãi không, nhưng mà không những là nhiệm kỳ danh hiệu Hoa Á Hậu mà là trước kia thì em cũng không có những cái phát ngôn không tốt rồi, thì là em cũng không cần giữ nhiều hình tượng lắm, tại vì là trước kia là đã theo khuôn của em rồi nên là em cũng không đáng lo ngại lắm về cái tình trạng này. Cùng quay trở lại câu chuyện với thầy Tiểu Vi á, đó là mọi người rất là quan tâm về học vấn của bạn. Đây là một câu chuyện cũng bình thường thôi. Khi mà ta yêu mến quá thì ta quan tâm cũng là chuyện bình thường. Cường thì Cường rất là muốn biết là bạn thích học môn nào nhất và bạn không có thích học môn nào. Em là thích học môn toán nhất. Và em thì không có ghét môn nào cả, mà em cảm nhận được là mình không được tốt môn sinh học và em sẽ cố gắng trau dồi nó nhiều hơn nữa để mà có thể học tốt hơn cái môn đó, phát triển hơn. Còn với một cô gái thực tế như là Phương Nga đây thì thường thường tương lai sẽ được bạn hoạch định như thế nào? Là tương lai gần hay là tương lai xa? Bạn có những cái kế hoạch nào cho tương lai chứ? Thực ra thì Nga hay hoạch định những tương lai gần trước. Bởi vì để những sau khi những cái kế hoạch đấy được hoàn thành thì Nga mới quyết định xem là tương lai xa mình sẽ làm gì. Ví dụ như hiện nay thì sau khi thăng quang Á Hậu 1 thì Nga sẽ quay về trường và tiếp tục lại việc học của mình. Và sau đấy thì Nga sẽ, như ước mơ của Nga là Nga muốn học cao lên như là thạc sĩ rồi ở lại trường làm giảng viên ấy ạ. Vâng. Nói chung là cô này là giống như là cô Hoa Hậu luôn, là cứ học nữa, học mãi, học không ngừng, đúng không? Luôn luôn trau dồi. Đây, có câu hỏi của khán giả Đặng Sinh hỏi Hoa Hậu. Đó là: tôi đánh giá rất cao phần trả lời ứng xử của bạn Hoa Hậu, phần trả lời phù hợp với tuổi 18 cả về trí tuệ, sự khiêm nhường. Vậy cho tôi hỏi là sau khi đăng quang á, nếu được trả lời câu hỏi ấy một lần nữa thì bạn sẽ trả lời ra sao? Lúc đăng quang thì trong đầu em thì không nghĩ gì nhiều và không đặt nặng là mình có trả lời được hay không, và mình có trả lời hay hay là dở. Mình cứ trả lời bằng cái suy nghĩ của mình và chính trái tim của mình nói ra thì mọi thứ đối với em như vậy là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là được trả lời lại một lần nữa câu hỏi đó thì bạn có thay đổi cái cách trả lời hay không? Nếu như mà được trả lời lại một lần nữa thì em vẫn sẽ giữ nguyên câu trả lời của mình, những cái câu trả lời bằng chính trái tim của em. Rồi còn về Thúy An thì Cường rất là muốn biết là bạn sẽ có những cái cách nhìn nhận như thế nào về một người phụ nữ trong hiện đại á. Chẳng hạn như là theo bạn thì, tại vì Cường nhìn thấy bạn có một cái nét gì đó rất là truyền thống, rất là e ấp, và như là nhà sử học du Trung Quốc cũng nói rằng là ban giám khảo chọn bạn vì bạn có một nét rất là Việt Nam, rất là truyền thống. Vậy thì bạn nghĩ rằng là mình đã có những cái nét truyền thống rồi, và bây giờ mai mốt mình phải làm sao để tiếp cận với sự vẻ đẹp hiện đại hơn? Thì theo em nghĩ thì trong thời buổi hiện đại ngày nay thì phụ nữ luôn cần có một chút gì đó truyền thống và một chút gì đó hiện đại. Thì tất nhiên là vô cuộc thi thì em phải sống theo kiểu nhẹ nhàng rồi dịu dàng rồi. Còn khi có lẽ ra ngoài thì em hơi nâng nổ và hơi thuộc gọi là trẻ con hơn. Nhưng mà trong cuộc thi thì em không muốn thể hiện cái tính trẻ con của mình lắm. Tại vì trong đây thì em cũng lớn tuổi hơn hai bạn. Nên là mình cũng cái gì đó gọi là chị một xíu. Ra vẻ là nghiêm túc một chút phải không? Nhưng mà có vẻ là hơi bị nghiêm túc quá. Tại vì mấy lần mà khi mà trò chuyện trực tuyến với lại các trang báo khác á, thì mọi người nhận xét là cô Á Hậu 2 có vẻ hơi ngầu. Còn ở bên ngoài thì mọi người thân của em, bạn bè em đều bảo em là rất là trẻ con, và cái tính em thuộc dạng là kiểu hơi men một xíu, là giống như là leo cây hoặc là
hơi men chút hả? Theo em nghĩ thì là giống như là mọi cái việc gì khó, giống như là hoặc là đi trong khu du lịch mà thuộc dạng là ở dưới Cần Thơ thì là đi đi cầu khỉ, anh biết không? À. Thì là các bạn đi còn em đứng trên cầu em nhúng cầu để cho các bạn té. Mai mốt đừng đi cầu khỉ với gỗ nha. À, em nghĩ là số đông những cái chị mà tham gia Hoa hậu Việt Nam thì toàn là tính cách ở ngoài thì có hơi mê lì, và khi mà sau khi mà tham gia vào cuộc thi thì em thấy là mọi người đều bánh bèo hơn và nữ tính hơn rất là nhiều. Vậy có nghĩa là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã giúp cho các bạn cân chỉnh lại một chút xíu thôi trong cái cách hành xử của mình. À, thực sự với ba bạn luôn nha, cần hỏi là với những cái phần trình diễn nha, là áo dài nè, dạ hội nè, áo tắm, thì các bạn cảm thấy là thích nhất là cái phần trình diễn nào, rồi cảm thấy e ngại nhất là phần trình diễn nào? Bắt đầu từ Phương Nga đi. Thực ra thì phần trình diễn nào Nga cũng thích cả, mà Nga thích nhất vẫn là phần trình diễn dạ hội. Bởi vì nó có thể thể hiện được cái sự gọi là thần thái, nào là sự có đoạn tươi vui nhá, nhưng vẫn có đoạn có thể tỏ ra ngầu một chút và hơi lạnh lùng một chút. Nhưng Nga lại e ngại nhất là phần bikini. Một phần là chỉ bởi vì thể hình của mình không thực sự đẹp, một phần nữa là chỉ cần một chút động tác sai thôi là mình có thể bị lộ ngay, và mình có thể trở nên không duyên dáng ở trên sân khấu ấy. Theo em thì là em thích nhất phần trình diễn bikini của mình. Và em thấy là khi mà trình diễn bikini thì em có thể khoe được cái body, đường cong cơ thể của người phụ nữ, và uyển chuyển duyên dáng, và cái phần bikini nó rất là làm kiểu như rất rất là sôi động và lôi cuốn người xem. Và hiểu được tâm lý của My luôn, và hiểu được tâm lý của Vi luôn, đó là biết sao không? Tại vì một người mà khi mà người ta mà tập luyện á, người ta sẽ rất là mong muốn là được mọi người công nhận là cái thành quả tập luyện đó của mình, đúng không? Cô này là cô luôn luôn là luyện tập thể dục thể thao. Rồi còn An? Còn em thì em nghĩ mỗi trang phục đều có một nét đẹp riêng của nó. Ví như dạ hội thì là thể hiện được một cái tính kiêu kỳ sang chảnh của một cô gái, còn bikini thì thể hiện được cái tính năng động, phô được đường cong của mình ra. Và chắc có lẽ là phần thi mà em muốn nói là mình thích là anh cũng biết rồi. Thì là em thích phần diễn nhất là phần diễn áo dài, vì thể hiện được một nét truyền thống nhẹ nhàng của một người phụ nữ Việt Nam. Nhưng mà trong ba cô gái á, thì người mà được gọi là được cộng đồng nói rằng là cái người mà nóng bỏng nhất An đó. Em biết điều đó không? Dạ không, em hồi nãy anh nói chưa hết ý, em đang suy nghĩ là Tiểu Vy. Nhìn qua liền phải không? Nhưng mà em nghĩ như thế nào về đánh giá đó? Thì là em nghĩ cái đó là cảm nhận của mỗi người thôi. Trong ánh mắt mà mỗi người có thể là cảm nhận Tiểu Vy, hoặc có thể cảm nhận Phương Nga, và cũng có thể là cảm nhận em. Nên là em thì em không nghĩ mình có phần thi nhìn vào em về nóng bỏng phần bikini. Tại vì em cũng cũng ngại về ngoại hình body của mình. Ngại ba cô gái gọi là xinh đẹp nhất của chúng ta mà lại ngại về ngoại hình, lại không tự tin về ngoại hình, đúng là thiệt. Phụ nữ luôn luôn là như vậy ha, luôn luôn là mong muốn là sẽ cầu toàn hơn, đẹp hơn mỗi ngày. Nhưng mà cái điều đó rất là tốt, bởi vì nó sẽ thúc đẩy chúng ta luôn luôn phát triển ha, luôn luôn hướng tới những điều tốt hơn. Bạn Thái Bình Vũ hỏi: xin chào Tân Hoa hậu. Xin chào bạn. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi vừa mới 18 tuổi thì bạn đã có những cái